phóng nhanh, vượt ẩu, bốc đầu, lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang, nẹt bô, quẹt chân trống, không đội mũ bảo hiểm. Tai nạn giao thông với thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí là tính mạng con người đã xảy ra. Một bộ phận không nhỏ trong số này là những chiếc xe mang biển kiểm soát AA do học sinh điều khiển. Khoản 3.32 điều 3 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ quy định xe mang biển kiểm soát AA là loại xe gắn máy có dung tích dưới 50 cm3. Điểm A khoản 1 điều 60 luật giao thông đường bộ quy định người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50 cm3 không cần có giấy phép lái xe. Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, người đủ từ 16 tuổi trở lên, bao gồm cả học sinh trung học phổ thông sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát AA tham gia giao thông an toàn, hợp pháp và không vi phạm gì. Tuy nhiên, những chiếc xe AA đang hàng ngày, hàng giờ được các em học sinh tham gia lưu thông trên đường có thực sự an toàn, có đúng là chỉ có dung tích xy lanh dưới 50 cm3 và chỉ đi được tối đa 40 km/h như quy định hay không? Các em học sinh thì khi điều khiển phương tiện này thì còn yếu, khả năng nhận biết, đánh giá này, xử lý các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông còn hạn chế. Thứ hai nữa là ý thức tham gia chấp hành của các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của một số bộ phận các em học sinh còn kém. Không khó để chúng ta có thể quan sát thấy các em học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ như là cái phóng nhanh, vượt ẩu này, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, tạt đầu các phương tiện này, đi dàn hàng ngang, hàng hai, hàng ba, lạng lách trên đường này, không đội mũ bảo hiểm. Tôi sống ở đây thì tôi biết được là học sinh bây giờ đi biển AA mới đi xe đạp điện thì là biển AA là đi nhiều khi đèo 3, đèo 4 rồi đẹp bô rồi là bốc đầu nó nhiều kiểu lắm, phức tạp lắm. Tình trạng mà các em vẫn còn là phóng nhanh vượt ẩu là một cái. Thứ hai nữa là có thể là có những cái xe mà các em nó có những cái ống bô rất là to, thế nên là khi tham gia giao thông thì các em cũng ở cái đặc biệt là cái đoạn đường 60 m mà nó rộng nên là các em đi xe phóng nhanh vượt ẩu rất là nhiều. Có mặt tại khu vực trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, vào giờ tan học buổi trưa ngày 23 tháng 12, phóng viên An ninh Điện Biên ghi nhận từng đoàn xe máy biển kiểm soát AA của học sinh đi thành tốp, thành hàng ngang ngay lối rẽ ra đường lớn. Có em không đội mũ bảo hiểm, lái xe một tay, vừa đi vừa cười đùa nói chuyện. Tương tự, tại trường Trung học phổ thông Phan Đình Giót, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, trong khi phần lớn học sinh điều khiển xe máy biển kiểm soát AA chấp hành nghiêm chỉnh các quy định an toàn giao thông, thì cũng không hiếm gặp trường hợp vi phạm một cách ngang nhiên. Những hình ảnh này còn phổ biến hơn trên địa bàn xã Na Tấu và các trường khu vực huyện Điện Biên như Trung học phổ thông Thanh Nưa, Thanh Chăn, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Điện Biên hay Mường Nhà. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 14.000 xe máy có dung tích dưới 50 phân khối. Đa phần chủ nhân của những phương tiện này là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Dù có dung tích thấp, nhưng loại xe này đều có thể di chuyển với vận tốc tối đa lên đến 60 km/h. Loại phương tiện này đang dần chiếm ưu thế so với các loại xe đạp điện, xe máy điện bởi những đặc tính vượt trội. Thông tin của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia công bố mới đây cho thấy học sinh trung học phổ thông có liên quan tới 90% tổng số vụ tai nạn giao thông ở trẻ em. Trong đó, có tới 55% vụ tai nạn giao thông xảy ra với học sinh trung học phổ thông là do xe máy điện, xe đạp điện. Tại tỉnh Điện Biên, từ tháng 10 năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý trên 300 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ là học sinh, sinh viên. Nỗi lo xe máy phân khối nhỏ tham gia giao thông ngày càng trở nên báo động bởi tính tiện dụng và ngày càng có nhiều gia đình có thể dễ dàng mua sắm loại phương tiện này cho con em đi học. Tuy nhiên,
với lứa tuổi chưa phát triển hết về thể chất và tinh thần, lại không qua các khóa đào tạo sát hạch giấy phép lái xe, nên học sinh đa phần không nắm được luật an toàn giao thông đường bộ. Kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống khi tham gia giao thông không tốt, khiến cho vấn đề an toàn khi điều khiển phương tiện ở độ tuổi này đang rất đáng lo ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, gây khó khăn đối với cơ quan quản lý và hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Nhà trường cũng đang thực hiện các cái biện pháp quản lý như là đầy đủ, nghiêm túc, từ khâu tuyên truyền cho đến khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, nhà trường cũng chỉ có thể quản lý được cái phần mà trong giờ học, trong giờ đến trường của các cháu. Thế nhưng vấn đề ngoài giờ học, ví dụ giờ buổi tối, thì đây là thuộc phạm trù của gia đình và xã hội. Nhà trường không thể quản lý hết được. Học sinh không đủ độ tuổi mà tham gia điều khiển xe không đúng theo độ tuổi này, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với gia đình yêu cầu là không cho học sinh sử dụng. Còn cái việc mà học sinh gửi xe ở dưới nhà trường cũng đã rất nhiều lần chúng tôi xuống tận nơi và yêu cầu thu xe lên trên trường và phụ huynh lên cam kết thì mới cho xe trở về. Vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy mang biển kiểm soát 27AA07013 với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C33429 xảy ra hồi cuối năm 2020 vừa qua, khiến một học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ tử vong, đã dấy lên lo ngại về độ an toàn khi sử dụng loại xe này ở lứa tuổi học sinh. Gần đây nhất, hồi 22 giờ 25 phút ngày 10 tháng 12 năm 2022, vụ tai nạn giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 27B209197 với hai xe gắn máy mang biển kiểm soát 27AA09602, 27AA07001 do hai em học sinh cùng sinh năm 2005 điều khiển đã cướp đi sinh mạng của chị Vư Thị Dung, sinh năm 1992, trú tại thị trấn Tùa Chùa, huyện Tùa Chùa. Nguyên nhân được xác định là do hai người điều khiển xe gắn máy đi không đúng phần đường. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra mà cả nạn nhân và người vi phạm đều ở lứa tuổi thanh thiếu niên và điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát AA. Với những lỗi cơ bản là đi không đúng phần đường và vượt quá tốc độ cho phép, việc phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, thậm chí đi bằng một bánh đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các vụ tai nạn thương tâm mà người điều khiển xe máy mang biển AA không ai khác chính là những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Thượng tá Lò Văn Hà, Phó trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết, việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các phương tiện này gặp rất nhiều khó khăn. Điều 21 Nghị định 46 của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều khiển của người điều khiển xe cơ giới quy định rõ, phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự. Như vậy, người dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện vi phạm sẽ không bị phạt tiền mà chỉ bị phạt cảnh cáo bằng văn bản và ra quyết định xử phạt. Còn từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải nộp 50% tiền phạt áp dụng với người thành niên. Khi xử lý thì vi phạm thì chúng tôi lập danh sách học sinh vi phạm để gửi cho nhà trường phối hợp quản lý theo quy chế đã xây dựng. Cá biệt đối với những trường hợp dưới 16 tuổi thì chúng tôi mời phụ huynh đến để tuyên truyền vận động cũng như ký cam kết về việc quản lý phương tiện. Ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp với các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Chúng tôi đã tổ chức triển khai thực hiện tới các cái nhà trường và chỉ đạo các nhà trường phối hợp cùng với Công an thành phố để tổ chức các cái buổi tuyên truyền về an toàn giao thông. Hiện nay 27 trên 27 đơn vị trường học khối phổ thông đã thực hiện tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông. Và chúng tôi đã cùng với lại các cái hiệu trưởng các nhà trường quán triệt nhắc nhở trong các cái nhiệm vụ chỉ đạo năm học cũng như các buổi giao ban sơ tổng kết của năm học. Và chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra ở một số đơn vị trường về công tác an toàn giao thông. Có mặt tại một số cơ sở kinh doanh xe máy trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ,
các chủ cửa hàng đều khá e dè trong việc nói chính xác về tốc độ tối đa mà loại phương tiện này có thể đạt khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, kim chỉ vạch vận tốc trên mặt đồng hồ của loại xe này cũng hiển thị rõ tốc độ tối đa mà xe chạy được lên tới hàng trăm km/h. Thời gian vừa qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Điện Biên, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tuyên truyền kiến thức về luật giao thông đường bộ cho học sinh nhằm tăng cường hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Đồng thời, để các em học sinh thấy rõ nguy cơ, tác hại của tai nạn giao thông có thể xảy ra và để các em có thêm kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng học sinh điều khiển xe mang biển kiểm soát AA vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra một cách khá phổ biến. Hậu quả thương tâm cũng đã xảy ra. Điều đó không chỉ thể hiện ý thức kém của một bộ phận học sinh trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, mà còn là hồi chuông báo động về hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Sự thiếu quyết liệt trong việc ngăn cấm học sinh đi xe máy đến trường để các em được tự ý để xe trong trường học và sự thờ ơ của phụ huynh khi để các em tùy ý tham gia giao thông một cách vô tư như vậy. Ý thức tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng. Để có được điều này, chúng ta phải rèn luyện cho các em ở mọi lúc, mọi nơi, trong đó có gia đình, trường học và xã hội. Việc các phụ huynh thiếu quan tâm, thiếu ý thức, lêu gương trước con cái, thậm chí là có một số phụ huynh còn dung túng tiếp tay khi trang bị phương tiện này cho các cháu. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ không mua hoặc giao xe máy cho con em khi các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Nhà trường cần tích cực hơn, quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông và kiểm soát tình trạng học sinh đi xe máy đến trường học để các em có thể tham gia giao thông một cách an toàn, giúp bảo vệ tính mạng cho chính bản thân và người đi đường.